Chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hàn vào ngày hôm nay mùng 6 Tết Canh Tí. Hãy cùng chúng mình tổng hợp những tin tức thú vị có trong ngày. Ai ai trong chúng ta thì đều có những bí mật và những sự thật cho riêng mình, và ngay cả đối với những idol K-pop cũng thế. Và đã nói là bí mật và kín đáo thì không phải ai cũng biết được. Và những sự thật về những idol K-pop dưới đây sẽ khiến bạn phải bất ngờ, và chúng ta hãy cùng xem nhé. Thứ nhất, Irene được tuyển vì quá đẹp. Irene từng thành thật tiết lộ rằng mình chưa từng bao giờ vượt qua vòng thử giọng của SM nhưng vẫn được nhận vào công ty và cho debut. Được biết, ban đầu Irene đi đến buổi dự tuyển theo lời rủ rê của một người bạn, cô nàng cũng không có ý định nghiêm túc trở thành idol. Khi có kết quả thì Irene đã bị đánh trượt ở vòng thử giọng. Thế nhưng một thời gian sau thì Irene bất ngờ nhận được điện thoại mời ký hợp đồng từ công ty. Cuối cùng cô nàng được cho ra mắt cùng với Red Velvet. Thứ hai, G-Dragon giả vờ ốm khi ở cạnh người mình thích. G-Dragon được biết đến là thần tượng của những thần tượng, nổi tiếng với ngoại hình điển trai, phong cách chất ngầu ấn tượng. Vốn được biết đến là ngôi sao nổi tiếng toàn cầu, sở hữu hàng triệu fan trên khắp thế giới. Thế nhưng hiếm ai biết được rằng G-Dragon lại rất dễ ngại ngùng khi đứng trước người lạ. Hơn nữa, anh chàng thủ lĩnh của Big Bang còn có thói quen vô cùng đặc biệt, chính là giả vờ ốm khi ở bên cạnh người con gái mình thích. Thứ ba, IM từng là em út của một BTS khác. Thời gian đầu khi dự án BTS được thành lập thì nhóm nhạc này tuy theo dự kiến sẽ được ra mắt vào năm 2013, thời gian đó thì IM chính là em út của nhóm nhạc BTS. Tuy nhiên thì nhóm nhạc này đã không thể ra mắt khi dần dần từng thực tập sinh đã rời bỏ dự án, chỉ có IM là người duy nhất ở lại. Nhiều người cảm thấy may mắn vì nếu không có sự kiện đó thì chắc chắn sẽ không có một BTS với đội hình 7 người cực hoàn hảo cũng như một thủ lĩnh tuyệt vời như IM ở hiện tại. Thứ tư, Jura mua bảo hiểm 10 tỷ đồng cho chân. Jura là thành viên của nhóm nhạc nữ Girl Day. Cô được biết đến là thần tượng có gương mặt đẹp, thân hình quyến rũ bậc nhất K-pop. Đặc biệt là thành viên Girl Day còn bất ngờ khi mua bảo hiểm cho đôi chân của mình để phòng chống rủi ro, giá trị lên đến 500 triệu won, tương đương là hơn 10 tỷ đồng. Thứ năm, Crystal là ca sĩ nhưng không còn muốn hát và nhảy. Crystal là một thành viên của FX, nhóm nhạc nữ thành công của SM. Thời gian sau này khi FX bị đóng băng hoạt động, Crystal cũng chuyển hướng sang những lĩnh vực khác như là diễn viên, người mẫu. Khó ai tin rằng dù là một ca sĩ nhưng Crystal lại cho rằng bản thân mình không còn hứng thú gì với việc hát nhảy nữa. Thứ 6, Trung Cúc kết thúc chuyện tình 200 ngày vì lười đi chơi. Trung Cúc đã từng có chia sẻ về câu chuyện hẹn hò của mình khi còn là một học sinh trung học. Theo đó thì anh chàng rung rinh trước một cô bạn học và cả hai quyết định hẹn hò. Dù mang tiếng là yêu đương nhưng Trung Cúc lại không thích gặp mặt và hẹn hò. Cuối cùng thì hôm kỷ niệm 200 ngày yêu nhau, em út của BTS nói chia tay bạn gái. Vì thế đây là một chuyện tình yêu thời đi học không để lại chút ấn tượng nào với anh chàng. Vâng, có thể những điều trên thì bạn đã từng nghe qua đâu đó. Tuy nhiên thì chắc chắn một điều rằng là không phải ai cũng biết về những bí mật thú vị này mà chỉ có thể là fan ruột mới tường tận mà thôi. Và theo bạn thì đâu là bí mật khiến bạn bất ngờ nhất? Hãy để lại bình luận bên dưới comment nhé. Và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.